Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Nhân Vật Sài Gòn và Du Lịch. Nguyễn Tiến xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ những video mới của mình nhé. Hôm nay tiếp tục ghé hàng heo quay Kim Mai vào đầu giờ này. Và bây giờ là cao thủ chặt heo quay Kim Mai đang khai đao chặt heo. Khách xếp hàng rất đông rồi cả nhà. Đây là chợ Bình Tiên nhé, đường Phạm Phú Thứ, quận 6. Cô chú anh chị và các bạn ai có đi mua heo quay thì mình cứ đến chợ Bình Tiên nhé. Hỏi hàng heo quay Kim Mai rồi mọi người ở đây chỉ cho nhé. Thật là đồng quá luôn. Cho nó nói mày không nghe không? Cái chị chút thì nhảy thêm chút, cái chị nhảy thêm chút nữa là đỡ hơi chậm chút xíu thôi nha chị. Hai cái đầu heo luôn nữa cả nhà, rất là chi là ngon. Rồi đợi chút xíu chị ơi, nhẫn mình gặp qua nữa. Cao thủ là chỗ tài gặp đầu heo bằng tay trái. Khách đã đứng xếp hàng đợi mua heo luôn, đông quá luôn này. Ngoài có cô Tâm cô chặt heo, đấy ba chú già kìa, cao thủ phải vô đây gặp đồ heo cho khách. Xếp hàng đợi mua đồ heo cô có không? Nè đây nè, bỏ ra ra lấy ra nè. Thôi giờ lấy lại vô em. Cái 50 ngàn á. Vậy cộng ra lấy chút đấy đi. Đó thì thôi đi. Còn nhớ lại nhớ bao nhiêu tiền. Thôi lấy 50 ngàn á nè. Em cái má nữa luôn nha. Bây giờ mình ra ngoài mình quay chặt heo tiếp. Chị mua gì? 30, 130. Rồi chặt gì? Rồi chặt bự gì được. Rồi đó, mới chặt bự gì, để về cho chị. Rồi, 130 thì chị mua gì đâu? Đúng rồi, lấy 100. 50 xíu với lại 2 lạng heo. Rồi, 130 lạng heo. Rồi 200 gram da nè. Rồi
Đây hai ổ
Trong trăm ngàn mới rồi. Ba lạng cái đầu nghĩ là sao? Đầu nguyên cái hay là sao? Hay là hai cái sọ? Hai cái sọ. Là mắt hay là mắt hay là ghế? Nguyên bộ kia. Nguyên sáu. Bốn cái. Nguyên bộ. Bỏ lấy. Hai lạng chị ơi, chín chú anh. Cái thằng đó là chín chú thằng ơi, chị áo đỏ. Dạ, thằng bán cái thằng, cái lấy thằng. 90 nè. Đặt cho 100 ngàn đi vậy. 100 ngàn mà đổi đi. Dạ, xíu rồi đổi đó, xíu rồi đổi. Hai trăm ngàn mà rồi.
rồi tao cho từ thiện kịp rồi. Gì vậy? Nếu thành tao từ thiện với ai cho? Đúng không? Đúng rồi. 200 rồi 50 ba đội luôn. 200 ngàn ba đội lấy cái hộp cho con. Để mà nó chửi luôn luôn à. Sắp bị bom ngàn đó. Ừ. Con bán cũng bị gục luôn cậu. Đây 2 gram 3 dọi luôn này. Đồ cái đồ 200 gram đồ. À 200 gram đồ. 200 gram tiếng luôn. Thôi ông mày thôi. Gì 700? Nó là 70. 40.000 tá xíu. 101. Nguyên cái má. 150. Thôi suốt 70. Tá xíu. Tá xíu còn nữa. Mười ngàn, 10.000 đưa cho chú đó đi em thôi. Thứ hai đây. 250 rồi. Bao nhiêu tiền nó chỉ nhiêu vậy? Này 70, 70 với 40, 170, 170. 150. Từ từ bấm mày từ từ đi chị ơi. Mày làm lúc xíu đi, mày làm cái là đi. 70 rồi. Rồi 200 ngàn của ai nè? Vậy có 250 à? 50 đó thằng ơi, kết lên nữa. Rồi 30 rồi, xuất xíu nè. 200. Tao đây một ổ bánh mì 20 bên giao hàng đi cho họ đi cho nhanh. Mấy ổ? Một ổ 20. Một ổ, 4 ổ đúng không anh ơi? Có anh này nữa không? Một ổ 20 ngàn đó chị. Lấy 4 ổ mà chị được 2 ổ trang nước, 2 ổ trang nước. Lấy nhau 1 ký. Thằng ơi, ổ 20 ra ngoài gì nè, thằng ơi cho đi bán gì nè. Đây ổ 20. Hai cho nó xíu sắc. Đây chú ơi. Lấy hai cục này chú ơi. Lấy khác không? Cắt luôn. Lấy khác không? Không, không lấy khác. Đúng rồi, lấy hai cục. Rất ngon. Rồi 60 thành ơi, hai cho nó xíu. Bỏ giấy vô đây nè nha. Dạ, mày qua đằng này thôi nha, mày kêu là thôi nha. Cái nữa cái gì rồi. Anh ơi, chặt em hai cục mè nè. Cái này là đồ hả chị? Rồi. Đầu heo lên, đầu heo dữ ơi. Ok. Bốn ổ. Lấy hết con bán thì mày cặp đầu heo đi này này, biết rồi thì. Xíu là 300 ngàn một ký. Hai mũi gì nữa nè? 50 ba dội. 50 ngàn phát xíu đi. Lấy cho miếng má heo đi. 200 ngàn qua gọi 100 ngàn.
lấy em 200 ngàn ba loại cho trái xíu. 50 ngàn ba loại viên trái xíu. À, 200 ngàn ba loại 100 ngàn trái xíu. Cái gì? Đây 50 ngàn trái xíu. 200 ngàn ba loại 100 ngàn trái xíu. Quăng cái máy heo qua đây cho người ta đi. Lấy chồng cái máy heo đây. Rồi để từ từ bán là gì đây, có tới rồi đó. Đang chặt thịt gì á, từ từ. Rồi 200 ngàn nè. Rồi 100 ngàn nó xíu nữa, chung luôn Phúc Anh ơi. Thôi, giờ hỏi em chăm luôn. Cho em nước sốt nhiều không? Rồi, 100 ngàn nó xíu luôn. Đủ, cho nó xíu. Cái máy heo. Thôi 100 ngàn. Trời ơi, cái đâu nó 735 ngàn hả Trân ơi? Đẹp nghe, xích tiền nó nghe, trễ lắm rồi. Rồi, chặt cho 20 ngàn ra luôn, giảm trăm. Rồi, để. Đưa mấy da heo lên đi, 20 ngàn. Rồi, cho điểm bao nhiêu ẩm mì giùm con đi, quăng lên giùm con đi. Mà cho người ta đi. Tiền đâu ta? Bánh mì. Đã xong lớp tiền qua rồi. Nửa ký ba rồi, sao chặt nha. 100 ngàn. Của con là 60. Trăm ngàn bây giờ. Rồi, trăm 60. Trăm. Nửa ký ba rồi, 100 ngàn nè, lấy bịch gói sẵn đi trời. Đứng đó, khủy cái tay nữa. Đẹp luôn á. Chị muốn về phải không? Chặt gì cho cái bịch đi rồi nửa ký đen nguyên nè bánh mì bao nhiêu ổ đây 20 ổ lấy nặng chú không có bổ 20 ổ đúng không cái đó là 35 ngàn một ổ á Rồi ai nữa không? Cho không gì? Cho 50 ngàn số ai xong chưa? Quay như này cho gì 300 ngàn gram. 300 gram là 100 ngàn đó. 300 gram. Thì muốn lấy 105. Rồi ba thổi đi chạy đi. 100 ngàn đúng không? Không có ngàn lấy ba thổi. Thua cho nó dễ. Ừ, chặt cái chân hết thua con cho nó dễ. Em đứng mà lựa. Hai người lấy ổ mà lao nữa. Kêu mày chứ đâu có lựa gì đâu. Cho 100 ngàn không chặt. Chặt cái gì? Qua vé rồi, sách vé rồi. Sách vé. Chặt không? Chặt cho tôi vô 1 trăm 310 gram đi. Chặt cái gì không chịu mà. Cái miếng hồi nãy bị cái da làm sao vậy tao khó mày. Có như cãi. Hai ổ 20 nha, đúng 20 con, đúng không? Hai giờ phải dán rồi tiếp. Mình biết liền chứ làm gì bây giờ, cứ đó thôi à. Đúng rồi, đúng rồi. Có quay không? Quay gì quay đại đi. Nói từ từ đi, tính ra đi. Xếp mày nhớ liền rồi, khỏi đâu. Thôi được, bán. Rồi, 50 ngàn cứ bỏ đi. Rồi, bán gì? Rồi, gì mua gì đây? 300 cái gam. Chặt ra giùm tôi vậy, tôi coi như cãi. Ngay, bỏ thì ngay. Chán nhớ à. Bán gam. Nhiêu đâu con ai?
100 ngàn. Rồi, chú ơi 50 ngàn phải không? Đi 350 ngàn. Chú ơi 50 ngàn hả chú? 50. Mới nè, nó mới nè, chú ơi. 50. Đó, nó mới nè. Rồi cho con cái này luôn đi. 3 ngàn nữa rồi đó. 80. Máy chai này nó gì đó hả? Đây, đây, chú ơi. Hỏi gì mua gì đi, hỏi gì phải chưa phải đó. Cô là 50 được, không biết cho hàng gì đó. Cho miếng ngàn luôn, hai ai gì đó. 10 ngàn. 1 ngàn. Không, 40 ngàn chưa, đây 40 ngàn. Có mấy chồng hay quay đây. Trăm dẫn không chị ơi? Trăm ngàn đi, 200 ngàn được không? Mấy chồng hay quay nhỏ nhỏ. Nhiều thằng ơi, nó lại thằng ơi. Rồi 50 xíu rồi đợi nè. Được, tính tiền nghỉ cũng tiền. Ờ, cũng hay quay. Không, bây giờ 4 giờ, 4 giờ. Rồi, rồi, rồi. Nghỉ bà nghỉ con còn biết nữa. Ai biết. Rồi, tiền để em quay. Ra mặt sắp tòa lại ơi, sắp được lọt rồi đi. Hôm nay mấy ba đi với người yêu. Nát quá bởi vậy. Ủa chị cái này sườn non hay là gì? Quá nó nghỉ quá. Oh, okay.
với bảo ở trong không? Sau đây mình cũng xin kết thúc video quay cao thủ chè Kim Mai ra cái đầu heo rất chi là lưu luyện như này. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều luôn theo dõi một video mới của mình. Chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, thành công hơn trong công việc.